Loship, đặt món gì cũng free ship. Loship, ứng dụng giao đồ ăn duy nhất của Việt Nam luôn free ship. Với hơn 70.000 shipper, Loship mở rộng hơn 11 dịch vụ tiện ích như đi chợ, giao hàng, v.v. và giao bất kỳ thứ gì chỉ trong 1 giờ. Loship hoạt động tại 12 thành phố lớn của Việt Nam. Các bạn hãy tải app, ủng hộ Loship, ủng hộ người Việt Nam như đã ủng hộ Battleground nhé. Xin chào các bạn. Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 là một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Quân đội Bắc Triều Tiên đã phát động một cuộc tổng tiến công nhằm một hơi muốn thống nhất cả bán đảo. Chỉ trong vòng 3 ngày sau cuộc tấn công từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6, quân đội Triều Tiên đã tiến được vào thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Trước tình hình đó, Hoa Kỳ đã cử một đội đặc nhiệm đến giúp phía Hàn Quốc nhằm cứu vãn tình hình. Trong đó, trận đánh Osan là trận đánh đầu tiên giữa quân đội Hoa Kỳ và quân đội Nhân dân Triều Tiên diễn ra vào ngày 5 tháng 7 năm 1950. Kết quả của trận đánh cho thấy, lính Mỹ trong thời gian đầu tham gia chiến tranh Triều Tiên thua kém lính Bắc Triều Tiên về gần như mọi mặt, và đó là nguyên nhân của những thất bại liên tiếp sau đó của quân đội Hoa Kỳ. Bối cảnh. Rạng sáng ngày 25 tháng 6 năm 1950, được pháo binh yểm trợ, quân đội Nhân dân Triều Tiên vượt vĩ tuyến 38 tấn công về phía Nam, bắt đầu cuộc chiến tranh Triều Tiên. Trước quân đội gần 90.000 người được trang bị đầy đủ, có cả xe tăng và pháo binh hùng hậu yểm trợ, quân đội Hàn Quốc lúc này chỉ còn biết chạy, chạy và chạy như ai đó vào năm 1975. Lính Hàn Quốc đa phần, một là chạy thoát thân, hai là đào ngũ hàng loạt sang quân đội Triều Tiên. Cho nên chỉ trong vòng 3 ngày, quân đội Triều Tiên đã tiến thẳng vào đến Seoul. Đứng trước tình thế đó, Hoa Kỳ quyết định hành động để ngăn không cho Nam Triều Tiên sụp đổ. Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua việc giúp Nam Triều Tiên vào ngày 27 tháng 6. Hạm đội 7 Hoa Kỳ cấp tốc đưa lực lượng đặc nhiệm 77, dẫn đầu là hàng không mẫu hạm USS Valley Force đến để yểm trợ sức mạnh không quân và hải quân. Các hoạt động hải quân đã phong tỏa được Bắc Triều Tiên và các cuộc không kích đã làm trì hoãn đà tiến của Bắc quân, nhưng không vì thế mà cuộc tấn công của Bắc Triều Tiên dừng lại. Lúc này, Tổng thống Mỹ Harry Truman quyết định đưa bộ binh đến để hỗ trợ các cuộc không kích. Tuy nhiên, sức mạnh của quân đội Hoa Kỳ tại Viễn Đông 5 năm sau Chiến tranh Thế giới thứ 2 đã giảm sút, và đơn vị gần mặt trận Triều Tiên nhất là Sư đoàn Bộ binh số 24 thuộc Quân đoàn 8, căn cứ chính tại Nhật Bản. Ngoài ra, việc cắt giảm chi phí quân sự còn khiến cho sư đoàn này không còn đủ sức chiến đấu và được trang bị lạc hậu. Tư lệnh sư đoàn 24 là Thiếu tướng William Deans xác định trung đoàn bộ binh số 21 là đơn vị đủ sức chiến đấu nhất trong số 3 trung đoàn của sư đoàn mình. Deans sau đó quyết định tách tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 21 ra riêng, vì đơn vị này được chỉ huy bởi trung tá Charles Bradford Smith, là một quân nhân nhiều kinh nghiệm trong Thế chiến thứ 2. Tiểu đoàn này sẽ được các máy bay vận tải C-54 Skymaster đưa đến Triều Tiên để chặn bước tiến quân của quân Bắc Triều Tiên, trong khi phần còn lại của sư đoàn sẽ đến Nam Triều Tiên sau bằng đường biển. Lực lượng đặc nhiệm Smith. Đơn vị đầu tiên của sư đoàn 24 rời căn cứ không quân Itazuke, Nhật Bản vào ngày 30 tháng 6. Lực lượng đặc nhiệm này mang tên chỉ huy trưởng của nó là Trung tá Smith, có quân số 406 người với trang bị hết sức thiếu tốn và lạc hậu. Vũ khí được trang bị chỉ vỏn vẹn là 6 khẩu bazooka M9A1 đã lỗi thời, 2 khẩu pháo không giật 75mm, 2 khẩu cối 107mm và 4 khẩu súng cối 60mm. Đơn vị yểm trợ pháo binh cho lực lượng đặc nhiệm được trang bị 6 khẩu lựu pháo 105mm. Nhưng cơ số đạn là 1.200 quả đạn trái phá không đủ sức xuyên thủng lớp giáp của các xe tăng và chỉ có 6 quả đạn chống tăng dùng thuốc nổ mạnh. Ngoài pháo ra thì chỉ có 4 khẩu súng máy hạng nặng M2 Browning. Vũ khí thì thiếu và lạc hậu như vậy, con người cũng chẳng khá hơn. Hầu hết những người lính thuộc lực lượng đặc nhiệm đều chưa đến 20 tuổi, không có kinh nghiệm chiến đấu và chỉ được 8 tuần huấn luyện cơ bản. Chỉ 1/3 số sĩ quan của lực lượng đặc nhiệm có kinh nghiệm chiến đấu trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Và chỉ 1/6 số lính tuyển mộ có kinh nghiệm chiến đấu. Tuy nhiên, nhiều người trong số đó đã tình nguyện gia nhập lực lượng đặc nhiệm. Mỗi người lính được trang bị cơ số đạn 120 viên và 2 ngày khẩu phần ăn. Vũ khí thì thiếu thốn và lạc hậu, con người thì chưa qua đào tạo, nhưng đơn vị này lại phải gánh vác một trách nhiệm quá lớn. Đó là gây tâm lý sốc ban đầu cho đà tiến của quân Bắc và trì hoãn các đơn vị Bắc quân càng lâu càng tốt
trước khi nhiều lính Mỹ sau đó được đưa đến Triều Tiên. Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng đặc nhiệm Smith là tiến về phía Bắc càng xa càng tốt và đối đầu với quân Bắc Triều Tiên, giúp cho phần còn lại của sư đoàn 24 kịp đến Nam Triều Tiên tăng viện. Sau khi đến Busan, chúng ta sẽ tiến về Taejon. Chúng ta muốn chặn đứng bọn Bắc Triều Tiên càng xa Busan càng tốt, khóa con đường càng xa phía Bắc càng tốt. Hãy liên lạc với tướng trước, nếu các anh không tìm thấy ông ta, vẫn hãy đến Taejon và xa hơn nữa nếu có thể. Tôi rất xin lỗi khi không thể cho các anh nhiều thông tin hơn, đó là tất cả những gì tôi có. Chúc may mắn và cầu Chúa phù hộ anh và các người lính của anh. Lệnh của tướng William Dean đến Trung tá Smith. Nhưng rất tiếc lần này Chúa đã không phù hộ cho đơn vị đặc nhiệm. Ngày 1 tháng 7, đội Smith đã có mặt ở Nam Hàn, nhanh chóng thiết lập tổng hành dinh tại Taejon. 3 ngày sau đó, đơn vị đã đào công sự tại hai ngọn đồi ngang quốc lộ phía bắc làng Osan, cách Suwon 9,7 km và Seoul khoảng 40 km về phía nam. Hai đỉnh đồi cao 91m, từ đó có thể trông thấy toàn bộ con đường đến Seoul. Tiểu đoàn thiết lập tuyến phòng thủ dài 1,6 km trên cả hai ngọn đồi đó để đánh chặn quân Bắc Triều Tiên đang tiến tới. Lính Mỹ bố trí dọc theo quốc lộ với hai đội hình bộ binh trên hai ngọn đồi. 5 khẩu lựu pháo cách đội hình bộ binh 1,6 km. Còn khẩu lựu pháo thứ 6 được trang bị cả 6 quả đạn chống tăng, dùng thuốc nổ mạnh, bố trí giữa đội hình bộ binh và 5 khẩu pháo còn lại. Đen cho lính Mỹ là mưa lớn khiến cho việc yểm trợ không lực không thể thực hiện. Do đó Smith đã buộc phải tái tổ chức khẩu đội pháo theo cách như trên, với hy vọng nó sẽ phát huy hiệu quả. Diễn biến trận đánh. 7 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 7, lực lượng đặc nhiệm Smith phát hiện một đội hình hàng dọc 8 chiếc xe tăng T-34-85 của Triều Tiên đang tiến về phía mình. Đây là lực lượng đang trên đường truy kích tàn quân Nam Triều Tiên tháo chạy khỏi Seoul. Lúc 8 giờ 16 phút, khẩu đội pháo khai hỏa quả đạn đầu tiên vào đội hình xe tăng đang đi tới. Những chiếc xe tăng lúc này còn cách bộ binh Mỹ 2 km, chúng phải nhiều quả đạn pháo 105 ly, nhưng không hề hấn gì. Khi đoàn xe tăng chỉ còn cách 700 mét, khẩu pháo không giật 75 ly bắn trúng chiếc xe tăng đi đầu, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Các xe tăng Bắc Triều Tiên bị tấn công bất ngờ và không phát hiện được vị trí hỏa lực đã tấn công, nên chỉ dùng súng bộ binh bắn bừa đáp trả. Cuối cùng khi trông thấy những chiếc xe tăng chạm trán phòng tuyến bộ binh, thiếu úy Oleon Konon bắn 22 phát hỏa tiễn ở khoảng cách chỉ 14 mét bằng khẩu bazooka M9A1, nhưng đạn quá phế vật, một số quả không nổ, một số thì đâm vào lớp giáp đuôi, nơi giáp mỏng nhất của T-34, nhưng đầu đạn vẫn không đủ sức xuyên phá lớp giáp. Những chiếc xe tăng đoán rằng những cuộc tấn công chặn đường từ nãy giờ là của lính Nam Triều Tiên nên càng không coi là mối đe dọa và tiếp tục tiến lên bình thường. Khi đoàn xe tăng lên đến đỉnh của con đường, khẩu lựu pháo duy nhất được trang bị đạn chống tăng khai hỏa, bắn trúng hai chiếc đi đầu và làm một chiếc bốc cháy. Một lính tăng chạy khỏi chiếc tăng bốc cháy với khẩu tiểu liên PPSH-41 và giết chết một lính Mỹ trước khi tự sát. Đây là thương vong đầu tiên của lực lượng lục quân Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên. Khẩu lựu pháo sau đó không còn đạn chống tăng và phải bắn đạn cháy phá trước khi bị chiếc T-34 khác tiêu diệt. Những chiếc xe tăng còn lại tiếp tục tiến lên phía trước mà không quan tâm đến hỏa lực pháo và bazooka. Lính Mỹ lúc này đã có một pha tự bắn vào chân mình khi dùng pháo 105 ly bắn đứt xích một chiếc T-34 khác. Nhưng xích tăng làm đứt đường dây liên lạc giữa bộ binh và pháo binh Mỹ, làm tình hình thêm hỗn loạn. Những khẩu pháo tiếp tục khai hỏa trong sự bất lực trước dàn tăng quá mạnh đến từ Triều Tiên. Trong chưa đến 1 giờ sau đó, một đội hình xe tăng thứ 2 gồm 25 chiếc T-34 tiến đến vị trí lực lượng đặc nhiệm. Đội hình này không được tổ chức nên những chiếc xe tăng đi riêng lẻ tạo cơ hội cho lính Mỹ tiêu diệt. Pháo binh Mỹ bắn đứt xích một chiếc và làm bị thương 3 chiếc khác. Đổi lại, các xe tăng Bắc Triều Tiên diệt được một khẩu pháo, làm bị thương một số pháo thủ, giết hoặc làm bị thương khoảng 20 lính bộ binh và phá hủy toàn bộ các chiếc xe đậu phía sau phòng tuyến bộ binh. Nhiều pháo thủ Mỹ bắt đầu hoảng loạn rời bỏ vị trí, nhưng Trung tá Perry đã thuyết phục thành công họ quay lại. Khi đoàn xe tăng đi qua, gần 1 giờ sau đó không có một lực lượng Bắc Triều Tiên nào tiếp tục xuất hiện. Lúc 11 giờ, thêm 3 chiếc xe tăng nữa xuất hiện từ hướng Bắc. Phía sau chúng là một đội hình hàng dọc xe tải dài 9,7 km. Đó là hai trung đoàn bộ binh Bắc Triều Tiên với quân số khoảng 5.000 người do Thiếu tướng Lee Won-mu chỉ huy từ Seoul tiến đến. Đội hình bộ binh này có vẻ như đã không liên lạc với đội hình xe tăng đi trước, nên lính Bắc Triều Tiên không hề biết về sự hiện diện của lính Mỹ trong khu vực. Lúc 11 giờ 45 phút, khi đội hình bộ binh cách phòng tuyến Mỹ 910 mét,
Trung tá Smith hạ lệnh lính Mỹ khai hỏa mọi thứ có thể vào đội hình lính Triều Tiên. Hỏa lực súng trường, súng máy, súng cối và pháo tiêu diệt một vài xe tải, làm cho đội hình rối loạn. Ba chiếc xe tăng đi đầu tiến đến gần lực lượng đặc nhiệm Smith trong phạm vi 300m rồi bắt đầu khai hỏa. Khoảng 1.000 lính bộ binh Bắc Triều Tiên từ cánh đồng lúa phía đông con đường xông lên bao vây lính Mỹ nhưng bị đẩy lùi. Smith muốn gọi hỏa lực pháo nhắm vào bộ binh Bắc Triều Tiên, nhưng người truyền thông tin không thể tìm lại được vị trí các khẩu pháo, do đó đã cho rằng số pháo này đã bị xe tăng tiêu diệt. Trong vòng 45 phút sau đó, một lực lượng Bắc Triều Tiên nữa tấn công bao vây từ phía tây con đường, buộc Smith phải triệt thoái một trung đội về phía đông con đường. Ngay sau đó, lính Mỹ bắt đầu phải chịu hỏa lực pháo, súng cối từ lính Bắc Triều Tiên. Lực lượng đặc nhiệm Smith cố gắng giữ phòng tuyến cho đến 14 giờ 30 phút thì Trung tá Smith buộc phải ra lệnh triệt thoái do không còn đạn và hệ thống liên lạc đã bị cắt đứt. Thời điểm này, lính Bắc Triều Tiên đang bao vây cả hai cánh sườn quân Mỹ và cả từ phía sau. Smith đã hạ lệnh triệt thoái theo trật tự lần lượt từng đơn vị một để các đơn vị còn lại có thể yểm trợ cho đơn vị triệt thoái. Thế nhưng mọi thứ đã không diễn ra như kế hoạch. Cuộc triệt thoái đã biến thành một cuộc tháo chạy hỗn loạn và vô tổ chức, y như cái cách mà quân đội Sài Gòn triệt thoái khỏi cao nguyên năm 1975. Lực lượng đặc nhiệm Smith gánh chịu thương vong khủng khiếp trong lúc rút lui do phơi mình ra trước hỏa lực đối phương. Nhưng dù hỗn loạn, lính Mỹ vẫn chạy đến vị trí các khẩu pháo, các pháo thủ vô hiệu hóa các khẩu pháo lựu của mình không để rơi vào tay đối thủ trước khi cùng bộ binh chạy đến khu vực ngoại vi phía Bắc Osan, nơi một số xe vận tải được giấu kín đang chờ đợi họ. Những chiếc xe này may mắn chạy đến Pyeongtaek và Cheonan mà không bị ngăn trở, đón thêm nhiều lính lang thang dọc đường đi trước khi đến phòng tuyến thứ hai mà sư đoàn bộ binh 24 đã thiết lập. Kết quả: 250 lính Mỹ thuộc lực lượng đặc nhiệm Smith trở về phòng tuyến Mỹ trước khi trời sập tối. Khoảng 150 lính Mỹ hoặc hơn tử trận, bị thương hoặc mất tích, chiếm tới hơn 50% lực lượng. Sau này, khi lính Mỹ tiến về phía Bắc đã phát hiện ra nhiều nấm mộ sơ sài chôn xác lính Mỹ thuộc sư đoàn 24. Tất cả đều bị bắn vào đầu từ phía sau với bàn tay bị trói bởi dây chuyển tin. Thương vong của lính Bắc Triều Tiên là 42 người chết và 85 người bị thương, cộng thêm 4 xe tăng bị tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa. Trận đánh này không đem lại nhiều kết quả khi chỉ làm cuộc tiến quân của lính Bắc Triều Tiên về phía Nam bị đình trệ lại trong khoảng 7 tiếng sau đó. Mặt khác, trận đánh đã cho thấy những điểm yếu chí tử của quân đội Mỹ. Trận đánh cho thấy lính Mỹ không được chuẩn bị cho cuộc chiến và yếu kém hơn Bắc Triều Tiên cả về trang bị, huấn luyện và kinh nghiệm chiến đấu, chứ chưa tính đến chênh lệch về quân số. Một sĩ quan Bắc Triều Tiên sau này đã nói với sử gia John Tolan rằng lính Mỹ trong trận này có vẻ như quá sợ phải chiến đấu. Nghiêm trọng hơn, nhiều lính Mỹ bỏ vị trí phòng thủ quá sớm để vũ khí và thương binh ở lại. Trung tá Smith tự nhận đã không chịu triệt thoái sớm để cho lính Bắc Triều Tiên bao vây và gây thương vong lớn. Những khuyết điểm của lính Mỹ trong trận này tiếp tục bị các đơn vị Hoa Kỳ khác mắc phải trong tháng 7, khiến cho quân đội Hoa Kỳ bị quân đội Bắc Triều Tiên đẩy lùi ngày càng sâu hơn về phía Nam. Cảm nghĩ của bạn sau khi xem xong video này là gì? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Hãy subscribe để theo dõi các video khác trên kênh mình nhé. Tương tác thêm với chúng mình trên Facebook tại fanpage Battle Cry Khám Phá Thế Giới nhé. Link của page mình có để ở phần mô tả và top comment bên dưới nhé. Ngoài ra, nếu bạn thích thú với những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battle Cry Thương Trường Ký Chuyện, nơi có những câu chuyện về thế giới kinh doanh cực kỳ thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!